Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư. Chào mừng đã quay trở lại với chương trình Đón gió đông tập số 10. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui được có sự góp mặt của anh Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế Vĩ mô và Tư vấn Đầu tư Pram, cùng với anh Hoàng Tuấn Anh, chuyên viên phân tích cao cấp và Tư vấn Đầu tư Pram. Dạ vâng, chào anh ạ. Xin chào quý nhà đầu tư. Xin chào quý nhà đầu tư. Bởi vì như chúng ta đã biết thì là cái hoạt động mua bán của khối ngoại thì bao giờ cũng có ảnh hưởng rất là mạnh đến cái diễn biến của thị trường chứng khoán, và đặc biệt là có tác động mạnh đến cái tâm lý của nhà đầu tư. Thế thì trong cái bối cảnh là nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng từ trong khoảng hơn 2 tháng trở lại đây thì rõ ràng nó đã khiến cho phần nào gây áp lực, khiến cho là cái diễn biến của thị trường không thực sự là bứt phá. Cho đến trong khoảng tầm 2 tuần trở lại đây thì thực sự thị trường mới có thể có cái dấu hiệu khởi sắc. Vậy đâu là cái nguyên nhân mà khối ngoại lại bán ròng mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ ở cái phần phân tích chuyên sâu ngay sau đây. Thế thì đầu tiên thì để mà chúng ta có thể đánh giá về cái lý giải cái động thái bán ròng khối ngoại, thì có lẽ chúng ta cùng nhìn lại về những cái sự vận động của dòng tiền, cái dòng vốn toàn cầu ở những cái thị trường bao gồm cả thị trường Việt Nam lẫn thị trường Mỹ hoặc là thị trường Trung Quốc, để chúng ta có thể hiểu được cái sự vận động của dòng vốn toàn cầu, đúng không? Thế thì Tuấn Anh có cái đánh giá như thế nào về cái sự vận động của dòng vốn toàn cầu xuyên suốt từ năm 2019 cho đến nay? Thưa quý vị, thì chúng ta có thể nhìn thấy là xu hướng dòng vốn toàn cầu luôn luôn tuân theo những cái quy định, quy tắc nhất định. Và ở đây thì chúng tôi đã chia ra thành 4 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là một trong những giai đoạn chúng ta không thể quên, đó là giai đoạn Covid từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn trong năm 2022, khi mà lãi suất tăng rất là mạnh ở thị trường. Đầu tiên là Mỹ tăng lãi suất mạnh, dẫn đến là tất cả các quốc gia khác cũng sẽ phải thắt chặt tiền tệ một cái cách tương ứng, khiến cho là cái chính sách thắt chặt này khiến cho dòng vốn đã rút khỏi các cái thị trường rủi ro và các cái thị trường đầu tư chứng khoán rất là nhiều. Thứ ba đó là khoảng thời gian là cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thì đó lại là cái khoảng thời gian mà sau khi những cái thông tin về chính sách thắt chặt tiền tệ và những cái đợt nâng lãi suất cuối cùng là cũng đã được dự báo là chuẩn bị đến những cái thời điểm cuối cùng rồi, thì đó lại là một cái pha bước ngoặt. Và cuối cùng là cái thời gian cuối cùng, đó chính là cái khoảng thời gian từ đầu năm 2023, là cụ thể là tháng 2 năm 2023 đến nay. Hưng chuyển sang slide tiếp. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây là biểu đồ về dòng vốn của thị trường chứng khoán ở hai thị trường hiện tại là hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, đó chính là dòng vốn equity vào thị trường Mỹ, Trung Quốc, và cái đường kẻ màu đen đây đó chính là dòng vốn của Việt Nam trong giai đoạn 2019 đến 2023. Thì anh Đức Anh và Hưng cũng có thể nhìn thấy là ở trong cái giai đoạn đầu tiên, là cái giai đoạn chúng ta có thể nhìn thấy là từ năm 2019 đến năm 2021, tháng 7 năm 2021 là cái giai đoạn Covid, và chúng ta đang thấy một cái sự lệch pha rất là rõ ràng khi mà dòng vốn equity đang có cái dấu hiệu là inflow, tức là bơm dòng vào thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ là những cái thị trường lớn, và đang cũng đã có những cái dấu hiệu là rút dòng rất là mạnh ở thị trường Việt Nam. Anh Đức Anh ạ. Vâng, như vậy cái vấn đề này thì có lẽ là cũng hơi kỳ lạ, đúng không? Bởi vì rõ ràng là cái giai đoạn từ 2019 đến 2021 là giai đoạn Covid ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, không chỉ có Việt Nam mà cả Mỹ, cả EU, tất cả các nước trên thế giới thì đều chịu ảnh hưởng. Vậy tại sao lại có cái sự lệch pha như này, tức là thì khối nhà đầu tư nước ngoài lại bán ở Việt Nam nhưng mà vẫn duy trì mua dòng ở Trung Quốc và đặc biệt là ở Mỹ? Vâng, theo quan điểm của cá nhân tôi thì ở dưới mỗi một cái sự kiện mang cái tính chất là thiên nga đen như Covid-19 thì cái động thái của nhà đầu tư là họ sẽ chuyển cái sự kỳ vọng của họ sang cái thiên hướng là an toàn hơn. Và từ đó thì các cái dòng vốn của các cái quốc gia mới nổi này, các quốc gia emerging market hoặc là frontier market sẽ bị rút dòng. Và cái lượng tiền đấy thì trước mắt họ sẽ đẩy về các cái quốc gia mà ở đó thì thị trường mang cái tính chất là ổn định, phát triển bền vững hơn. Đấy là một trong những cái lý do mà tôi có thể đưa ra. Và một lý do khác là ở trong cái thời kỳ Covid này, các quốc gia đi đầu là Mỹ và các cái quốc gia lớn thì cũng đã cung tiền rất là nhiều dựa trên những cái chính sách nới lỏng tiền tệ. Và đó là hai cái lý do mà theo quan điểm của tôi thì tôi đánh giá là thời điểm Covid thì dòng vốn chạy về các nước DM là vì như vậy. Tức là theo quan điểm của Tuấn Anh thì cái việc giải thích cho cái việc là trong cái giai đoạn Covid thì dòng vốn vẫn chạy vào rất là mạnh Mỹ và Trung Quốc, trong khi đấy lại rời bỏ những cái thị trường mới nổi mà ở đồ thị này là đại diện là Việt Nam, thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là khi mà cái môi trường đầu tư nó trở nên rủi ro thì dòng vốn sẽ tìm đến những cái thị trường phát triển, đúng không? Và nguyên nhân thứ hai là đặc biệt là Mỹ thì đã có một cái chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, vậy cũng đã phần nào hấp dẫn cái dòng vốn đầu tư chảy vào nước Mỹ, trong khi đấy Việt Nam chúng ta thì vẫn có một cái chính sách tiền tệ ở cái giai đoạn đấy tương đối là thận trọng, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta nhìn sang cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn từ tháng 8 2021 cho đến khoảng
tầm tháng 10 năm 2022 thì có vẻ như là cái xu hướng là bán ròng xảy ra ở tất cả các thị trường đúng không? Vâng, chính xác anh ạ. Và đây là sự đồng pha khá là đặc biệt. Nó ngược hẳn so với cả cái thời kỳ Covid. Vì sao? Vì ở cái thời điểm này thì đó là cái chính sách thắt chặt tiền tệ đã chính thức được ban hành từ Mỹ và đẩy cái lãi mức lãi suất cơ bản của Fed lên cái mức rất là cao, ở thời điểm hiện tại là trên dưới 5 điểm phần trăm. Thì khi mà cái mức lãi suất tăng mạnh đến mức như vậy thì đương nhiên rồi dòng vốn sẽ có cái dấu hiệu rút ròng, và cái yếu tố rút ròng này nó lại đi cùng với cả những cái dự báo và những cái kỳ vọng suy yếu đi của nền kinh tế của toàn cầu. Và do đó thì chúng ta đã nhìn thấy một cái sự đồng pha như thế này, tức là rút ròng cả ở những cái thị trường rất là lớn như là thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của Trung Quốc. Mặt khác thì cũng là rút ròng ở cả những cái thị trường nhỏ hơn như là của Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á. Đúng rồi, anh cũng nhớ là cái đồ thị này làm anh liên tưởng đến một cái sự kiện là sự kiện xung đột Nga-Ukraine đúng không? Vâng. Và cái sự kiện đấy cũng đã kích hoạt kết hợp với cái sự đứt gãy nguồn chuỗi cung ứng do Covid thì đã khiến cho là lạm phát toàn cầu bùng phát lên. Cũng như là Mỹ hoặc là EU thì đã có những cái thời điểm lạm phát lên đến trên 9% và buộc những cái ngân hàng trung ương lớn của các cái khu vực này thì đã phải tăng lãi suất một cách rất là mạnh mẽ. Và với cái việc nền kinh tế vẫn còn đang suy yếu, vừa mới chớm hồi phục từ sau Covid kết hợp với cái chính sách tiền tệ thắt chặt quá là mạnh thì cái xu hướng đầu tư nó bị thu hẹp lại, và cái dòng vốn nó có cái xu hướng thu hẹp và nó bán ròng ở tất cả các thị trường, bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, cả EU hay bao gồm cả Việt Nam đúng không? Vâng. Và em thấy là các cái thị trường mà rủi ro cao như là chứng khoán, và thậm chí không chỉ là chứng khoán đâu, em thấy là còn crypto hoặc là forex, rất là nhiều những cái thị trường mang tính chất rủi ro cao đợt này là bà con cũng bị lỗ rất là thế nhiều. Thế thì lại bây giờ lại có một cái câu hỏi rất là hay ở đây là thế thì nếu mà bây giờ thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu thì bán ròng mạnh mẽ như vậy thì bây giờ tiền đi về đâu? Thì bây giờ Tuấn Anh thử lý giải xem là nếu mà các tất cả các thị trường đều bị bán thì bây giờ là cái dòng tiền đầu tư, bởi vì cái nhu cầu đầu tư bao giờ cũng có mà. Chính xác. Vâng, tiền về nơi đâu đúng không ạ? Thì đầu tiên là tiền về nơi đâu, thì ở cái môi trường mà chúng ta thấy là kinh tế khá là khó khăn, dòng vốn thì bị rút mạnh và cái chi phí lãi vay cũng đã gia tăng rất là mạnh, thì đầu tiên là dòng tiền sẽ có cái xu hướng là bảo toàn, tức là tìm về những cái tài sản mang cái tính chất trú ẩn anh ạ, đó là vàng, đó là ngoại tệ, mà ở đây là đồng đô la. Nhưng mà một cái mặt khác đó là chúng ta nhìn thấy là Hưng chuyển sang slide tiếp theo cho anh đó. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy là đây là một cái biểu đồ rất là đặc biệt, đó là dòng vốn của thị trường nợ của nước Mỹ. Bởi vì ở trong một cái bối cảnh là lãi suất tăng cao thì tiền về nơi đâu? Tiền một phần rất lớn là đi vào thị trường nợ, mà tiêu biểu là thị trường trái phiếu của quốc gia là Mỹ. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái biểu đồ này là nó có hai cấu phần. Cấu phần đầu tiên đó là tổng cái lượng vốn thị trường nợ của Mỹ trong giai đoạn từ 2014 cho đến năm 2023. Và biểu đồ còn lại là cái yếu tố còn lại của biểu đồ, đó là cái đường thẳng kia, nó chính là cái đường mà lợi suất của trái phiếu 10 năm, trái phiếu chính phủ của nước Mỹ anh Đức Anh ạ. Và như mọi người cũng có thể nhìn thấy, đó là cứ mỗi khi mà lợi suất trái phiếu chính phủ gia tăng thì chúng ta có thể nhìn thấy là dòng vốn sẽ dịch chuyển vào cái thị trường nợ này rất là mạnh, đặc biệt là trong những cái thời kỳ là trong cái giai đoạn hậu Covid, đó là mùng 1 tháng 1 năm 2021 cho đến toàn bộ trong năm 2022, là khi mà lãi suất rất là tăng rất là mạnh thì lợi suất của trái phiếu cũng như là trái phiếu chính phủ của quốc gia Mỹ cũng sẽ tăng rất mạnh. Thì tội gì đúng không anh? Chúng ta sẽ vào đây thì chúng ta đầu tư vừa an toàn này, lại vừa lợi suất cao. Vâng. Hưng cho anh cái slide trước để anh tổng kết lại một chút về cái mà chúng ta đã nói, nhiều ý rất là hay. Thứ nhất là nếu mà trong cái giai đoạn xảy ra Covid này, thì khi mà cái môi trường rủi ro toàn cầu gia tăng này, trong khi đó là Mỹ thì lại áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng này, thì dòng vốn trong cái môi trường rủi ro gia tăng thì dòng vốn rời bỏ thị trường emerging như là Việt Nam và tìm đến thị trường Mỹ. Thứ nhất là có tính an toàn hơn tương đối, thứ hai là đang áp dụng một cái chính sách tiền tệ rất là nới lỏng. Và đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn khi sau hậu COVID thì cái thời điểm đấy là mặc dù là cái rủi ro toàn cầu thì đã hạ nhiệt rồi, liên quan đến COVID thì đã hạ nhiệt rồi, nhưng lại có một cái câu chuyện liên quan đến lạm phát bùng phát lên sau cái câu chuyện đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như là Nga-Ukraine, và hàng loạt các ngân hàng trung ương đã phải tăng lãi suất. Thì cái dòng vốn này thì nó khác với cái giai đoạn trước là chảy từ M đến DM, tức là chảy từ mới nổi sang phát triển, thì cái giai đoạn này dòng vốn lại chảy từ cổ phiếu sang trái phiếu. Bởi vì khi mà lợi suất trái phiếu tăng thì tức là giá trái phiếu giảm, thì cái việc đầu tư vào trái phiếu nó sẽ hấp dẫn hơn tương đối, trong khi đấy thì đầu tư vào cổ phiếu thì sẽ gặp nhiều cái rủi ro hơn. Vậy chúng ta có thể thấy cái sự vận động của dòng tiền ở hai cái giai đoạn này nó có cái sự khác biệt nhau như vậy đúng không? Vâng, chính xác. Thế còn cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn chúng ta nhìn thấy là cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn cuối năm 2022 cho đến giai đoạn ở thời điểm là đầu năm 2023,
thì cái giai đoạn này nó mang cái tính chất khá là phân hóa, khi mà sau khi một cái đợt mà dòng vốn equity ở toàn thị trường đã bị rút dòng rất mạnh, thì khi mà đến cái giai đoạn, những giai đoạn cuối cùng của cái việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thì các cái thị trường bắt đầu có những cái dấu hiệu giải ngân lại vào thị trường equity. Và điển hình là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ở những cái ngày tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc cũng đã có những cái dòng vốn inflow vào thị trường chứng khoán rất là nhiều, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Anh Đức Anh và Hưng có nhớ là ở cái thời điểm đấy là chúng ta vừa chạm đáy đúng không ạ? Vâng, 87x, và ở cái thời điểm đấy là dòng vốn ngoại cũng giải ngân rất là nhiều ở thời điểm này. Đấy. Và cuối cùng thì lại có một cái chút là những cái tháng gần đây thì lại đang có những cái sự phân hóa, khi mà lại bán dòng đổ trở lại, khi mà đầu tiên là gì, Trung Quốc, khi mà sau khi mở cửa chúng ta đã thấy là cũng không được như kỳ vọng về cái sự phát triển kinh tế, và hiện tại là Trung Quốc cũng đang phải chuẩn bị những cái gói kích thích mới đúng không anh? Mỹ thì cũng đang phải đối mặt với cả những cái thách thức liên quan đến lạm phát và một số những cái rủi ro có thể xảy đến về cái kịch bản suy thoái kinh tế. Còn Việt Nam thì các cái chỉ số về kinh tế 5 tháng đầu năm cũng đã nói lên rất là nhiều vấn đề trong cái việc hoạt động tình hình kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta có thể thấy là trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng có một cái giai đoạn khi mà thị trường toàn cầu tạo đáy và có những cái dấu hiệu khởi sắc về vĩ mô, thì cũng đã có, đặc biệt liên quan đến câu chuyện Trung Quốc mở cửa Covid-19, thì dòng vốn đã quay trở lại equity, quay trở lại thị trường cổ phiếu và giúp thị trường cổ phiếu hồi phục. Tuy nhiên là sau đấy thì lại là liên quan đến cái câu chuyện bán dòng mà chúng ta sẽ đề cập ở phần sau. Thế thì tổng kết lại thì chúng tôi có thể nói là nhận định là cái sự biến động của dòng vốn toàn cầu nó sẽ ảnh hưởng bởi những yếu tố gì? Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cái kinh tế vĩ mô của các quốc gia về sức mạnh kinh tế. Bởi vì khi mà một quốc gia có cái sức mạnh kinh tế tốt thì họ sẽ có cái duy trì được cái khả năng tăng trưởng lợi nhuận tốt, và khi họ duy trì được cái khả năng tăng trưởng lợi nhuận tốt thì cái sự hấp dẫn ở khi đầu tư vào thị trường cổ phiếu nó cũng sẽ gia tăng. Cái yếu tố thứ hai liên quan đến cái môi trường lãi suất, tức là khi mà lãi suất mà tăng thì cái dòng tiền sẽ chảy vào trái phiếu và rời khỏi cổ phiếu, và ngược lại khi mà lãi suất giảm thì dòng tiền sẽ chảy vào cổ phiếu nhiều hơn. Thì đấy là cái yếu tố thứ hai. Và còn yếu tố thứ ba thì cũng liên quan đến những cái yếu tố mang tính chất là kỳ vọng. Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng thảo luận đến cái giai đoạn hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguyên nhân vì sao mà trong khoảng tầm hơn 2 tháng trở lại đây thì khối ngoại lại có cái động thái bán ròng rất là mạnh mẽ. Thế Hưng có thể chuyển sang slide tiếp theo giúp anh. Vâng. Tiến. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về ra thị trường của chúng ta, đó chính là VN Index. Thì đây là cái biểu đồ mà chúng ta đã xây dựng từ năm 2013 đến nay, đó chính là 10 năm vận động và phát triển của đất nước. Thì đi song hành cùng với cả cái giá trị tăng giảm của VN Index thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy các cái giá trị giao dịch của khối ngoại. Và ở đây thì có hai cái, cũng lại chia ra thành hai cái khoảng thời gian rất là đặc biệt về giá trị giao dịch khối ngoại. Đầu tiên đó là cái khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến thời điểm trước dịch Covid, đó là khoảng tháng 10 năm 2019. Thì như anh Đức Anh và Hưng có thể nhìn thấy là trong suốt cái khoảng thời gian này có những cái giai đoạn mà PE cũng tăng rất là tốt, có những cái giai đoạn là PE của VN Index điều chỉnh giảm rất là mạnh. Thế tuy nhiên là xuyên suốt cái giai đoạn này thì giá trị giao dịch khối ngoại ròng vẫn là mua ròng chiếm đa số. Ở cái thời điểm mà có những cái thời điểm PE lên đến tận 22 đến 23 lận là cái khoảng thời gian mà đầu 2018 đúng không anh Đức Anh? Và cái thời điểm đấy thì ngay ở trong cái khoảng thời điểm đấy là đã điều chỉnh rất là mạnh xuống rất là sâu, xuống PE thậm chí còn khoảng 13 đến 15. Thế nhưng mà những cái deal mạnh, những cái deal lớn của khối ngoại khi mà sáp nhập mua bán hoặc là đầu tư vào cổ phần của các cái cổ phiếu niêm yết trên thị trường Việt Nam vẫn diễn ra rất là sôi nổi. Tức là nhìn chung là từ năm 2019 trở về trước là hầu như là cái xu hướng mua ròng là cái xu hướng chi phối của nhà đầu tư ngoại ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì cái nguyên nhân là vì sao? Theo như tôi thấy thì đó là khối ngoại họ quan tâm đến những cái giá trị mang cái tính chất dài hạn và mang tính chất bền vững. Đó là gì? Đó là cái sức khỏe của nền kinh tế và cái khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Do vậy là kể cả những cái thời điểm mà 2018 PE cao xong sau đó thì giảm rất là mạnh, thế nhưng mà khối ngoại họ đánh giá là quốc gia của chúng ta vẫn phát triển với một cái tốc độ tăng trưởng GDP rất là ổn định, lạm phát rất là tốt, thể chế tài chính thì cũng thể chế cũng rất là ổn định và bảo đảm để cho khối ngoại có thể đầu tư tại nơi đây. Và các cái công ty thì vẫn đang đưa ra những cái mức tăng trưởng EPS, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng rất là ổn. Do vậy là kể cả giảm họ vẫn cứ mua như này. Vâng, đúng rồi. Tuy nhiên là chúng ta lại thấy một cái bức tranh rất là trái chiều vào năm 2020-2021 và kéo dài sang đầu năm 2022 đúng không ạ? Vâng. Là cái xu hướng bán ròng rất là mạnh. Vâng, chính xác ạ.
Thì cái nguyên nhân bán dòng này thì có lẽ là phần nào đến từ cái yếu tố là cái kỳ vọng về vĩ mô của họ không còn nữa. Và điều này cũng có thể dễ hiểu thôi, bởi vì đây là cái giai đoạn mà nền kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi dịch Covid-19. Thì khi mà ảnh hưởng Covid-19 như vậy thì GDP tăng trưởng thấp, khi mà lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng âm thì cái câu chuyện khối ngoại bán ròng là hoàn toàn dễ hiểu. Thì để mà chúng ta nói từ đầu đến giờ, để chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh là cái hoạt động mua bán ròng của khối ngoại ở Việt Nam thì họ luôn luôn gắn chặt với cả cái bối cảnh, với cả cái nền kinh tế vĩ mô, cái sức khỏe của nền kinh tế, đúng không? Vâng. Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân và lý giải vì sao là cái giai đoạn hiện tại thì khối ngoại đã bán ròng, khi mà tăng trưởng GDP của chúng ta đang ở mức rất là thấp. Vâng. Trong quý 1 và những cái chỉ báo về vĩ mô trong khoảng 5 tháng đầu năm thì vẫn tiếp tục suy yếu. Vâng. Và lợi nhuận niêm yết thì vẫn tăng trưởng âm cho đến tận đâu đó khoảng 20-30%. Thì đó là đây là một trong những nguyên nhân khiến cho cái khối ngoại bán ròng, và có thể nói là cái nguyên nhân quan trọng nhất. Ngoài ra thì cũng có một số những cái nguyên nhân khác, thì ví dụ như là nếu anh nhớ không lầm thì là quỹ Fubon đã giải ngân rất nhiều trong quý 1. Tuy nhiên là trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì họ gần như là không giải ngân thêm, huy động thêm được vốn. Còn ở cái thời điểm trước anh nhá, em thấy là ở cái giai đoạn mà Covid này từ năm 2020 đến 2022 thì cũng có một cái nguyên nhân cũng khá là quan trọng để khiến cho giá trị giao dịch khối ngoại bán ròng, đó là họ chốt lời. Đúng rồi. Vâng, đơn giản là ở cái thời điểm đấy là PE lên đến 27-28, là chúng ta vẫn hay gọi đó là mùa hoa đẹp nhất, đúng không ạ? Mà ông khối ngoại là ông bán ngay luôn ở chỗ đấy luôn, bán rất là triệt để. Thì bây giờ thì cũng là do bán ròng, bởi vì là họ mua rất là nhiều cái giai đoạn quanh đỉnh, đúng không? Vâng. À, quanh đáy, đúng không? Vâng. Anh nhớ là tầm tháng 9 cho đến là đến tận đầu quý 1 năm nay là khối ngoại mua ròng rất là mạnh. Vâng. Và đến thời điểm hiện tại khi VN Index vượt 1.100, quanh quanh khoảng 1.100 thì rõ ràng là họ cũng đã thu được cái lợi nhuận đáng kể, đặc biệt là cũng có nhiều những blue chip có cái mức tăng lên đến 30 hay là 50, thậm chí gần gấp đôi, như là Vietcom phá đỉnh, Hòa Phát chẳng hạn. Thì cái việc nhà đầu tư nước ngoài họ bán để chốt lời cũng là một cái nguyên nhân. Như vậy đấy là nguyên nhân thứ ba thì đến từ cái việc chốt lời. Và anh cũng muốn đề cập đến cái nguyên nhân thứ tư liên quan đến cái sự trái chiều về mặt chính sách tiền tệ, khi mà chúng ta vẫn đang giảm lãi suất, trong khi đấy Fed và ECB dù chúng ta kỳ vọng họ sẽ sớm giảm nhưng mà thực tế thì cái động thái gần đây nhất của họ vẫn là tăng lãi suất. Cái sự trái chiều này khiến cho đâu đấy cũng có những cái lo ngại về việc Việt Nam đồng có thể sẽ mất giá, và cái việc mất giá Việt Nam đồng thì đây là một trong những cái yếu tố khiến cho khối ngoại cảm thấy cái sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam nó giảm bớt. Như vậy có cái 4 cái yếu tố mà để mà tôi lý giải cho cái động thái bán ròng của khối ngoại trong khoảng hơn 2 tháng trở lại đây. Thì thứ nhất liên quan đến vĩ mô suy yếu, thứ hai liên quan đến việc thiếu vắng những cái sự giải ngân của những cái quỹ lớn trên thị trường tương tự như Fubon, thứ ba liên quan đến hoạt động chốt lời, và thứ tư liên quan đến cái sự trái chiều về mặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên thì đấy là chúng ta giải thích thôi. Thế còn cái câu chuyện tiếp theo thì liệu chúng ta nên kỳ vọng động thái của khối ngoại trong thời gian tới là như thế nào? Vâng, thì như cái biểu đồ ở bảng 3 như chúng tôi đã có số liệu ở dưới đây, thì đây là giao dịch khối ngoại Việt Nam từ đầu năm đến nay, là những thứ mà sát sườn nhất và gần gũi nhất với bà con. Thì đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy là tổng bán ròng thì vẫn sẽ là tổng giao dịch thì vẫn sẽ là bán ròng, và bán ròng rơi vào khoảng 37 triệu đô, tức là trên dưới khoảng 700-800 tỷ trong 6 tháng đầu năm, và trong 3 tháng đầu năm thì vẫn là mua ròng. Thế tuy nhiên là trong từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó chính là cái thời điểm quý 2 thì giao dịch khối ngoại đã bán ròng liên tục và bán ròng rất là mạnh mẽ. Các cái lý do thì cũng là như anh Đức Anh đã chia sẻ rồi, và một phần chúng ta cũng nên để ý đó chính là cái phần P/E của VN Index cũng đang dần dần thoát khỏi những cái ngưỡng mà như giao dịch khối ngoại người ta thấy là hấp dẫn. Thì ở đến thời điểm này, ở thời điểm hiện tại thì các cái quỹ họ cũng sẽ có cái xu hướng là người ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu tốt hơn từ cái kết quả kinh doanh cũng như là những cái mức định giá tốt hơn để người ta giải ngân. Thực ra là quan điểm cá nhân anh thì cái mức PE khoảng tầm 15,2 lần nó không phải là cao đâu, nhưng mà trong cái bối cảnh là lợi nhuận chúng ta tăng trưởng âm hai quý liên tiếp và có lẽ là trong quý 2 vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng âm và chỉ thực sự có dấu hiệu hồi phục rõ nét đâu đấy vào khoảng quý 4, thì rõ ràng cái mức PE này vẫn là cái mức tương đối, tức là không còn rẻ nữa. Chúng ta nói cao thì không phải là cao so lịch sử, nhưng nó cũng không còn quá là hấp dẫn nữa. Với nó tăng nó cũng không phải là do giá tăng đúng không anh? Đúng, mà lại là do lợi nhuận giảm. Do lợi nhuận giảm. Cái thật chất của họ lại là của chúng ta lại đang đi xuống, nên là một cái điều rất là quan ngại. Và khối lượng giao dịch thì trong những cái phiên gần đây thì cũng rất là mạnh mẽ, gia tăng dần. Tuy nhiên là tính theo tháng thì chúng ta vẫn bán ròng. 4 ngày giao dịch gần đây thì khối ngoại cũng mua ròng rất là dè dặt. Thì anh Đức Anh có thấy là đây là một những cái điều rất là ngược đúng không anh? Thực ra là cái việc khối ngoại mua ròng trong khoảng 3-4 phiên trở đây thì nó cũng là một cái tín hiệu tích cực. Nhưng mà nếu mà so với cái động thái bán ròng trong khoảng tầm hơn 2 tháng đâu đó gần 3 tháng, thì cái việc mua dòng trong 4 phiên với một cái giá trị nó không lớn, tương đối là nhỏ,
thì cá nhân anh cho rằng là cũng chưa làm thay đổi một cái xu hướng gì cả. Dĩ nhiên là đôi khi có nhà đầu tư ngoại họ có thể quay lại mua dòng mà không cần một cái lý do gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về đánh giá về những cái yếu tố mà tác động đến cái động thái của họ, mua bán dòng của họ, thì rõ ràng là những cái động tác động đấy thì nó cũng chưa có cái gì thay đổi cả, như anh em mình vừa phân tích. Nhất là liên quan đến cái kỳ vọng về vĩ mô, thì chúng ta kỳ vọng đâu đó phải tầm, có lẽ là phải sang đến quý 4 thì quỹ vĩ mô và tình hình hoạt động doanh nghiệp mới thực sự là có cái sự khởi sắc đáng kể, khi mà những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng nhà nước bắt đầu thẩm thấu vào. Liên quan đến cái câu chuyện trái chiều chính sách thì có lẽ là phải đến đâu đó khoảng tầm tháng 11, 12 Fed thì mới hạ lãi suất cơ, thì lúc đấy mới có cái sự đồng pha. Thời điểm hiện tại thì vẫn có cái sự trái chiều chính sách và có thể sẽ gây áp lực lên tỷ giá ở một cái thời điểm nào đấy. Thì cá nhân anh cho rằng là cũng còn quá sớm để chúng ta có thể kỳ vọng nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua dòng. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh là thị trường tăng mạnh như vậy thì biết đâu đấy họ có cái tâm lý FOMO, họ cũng có thể quay trở lại họ mua đuổi thì sao. Nhưng mà xét về những cái yếu tố hết sức là cơ bản thì có lẽ để mà nhà đầu tư nước ngoài thực sự có thể quay trở lại mua một cách thực sự là mạnh mẽ thì vẫn phải chờ những cái sự chuyển biến về mặt nền tảng cơ bản vĩ mô, và điều đấy có lẽ không thể đến quá sớm trước quý 3 được, lúc đó hoặc cuối quý 3 thì mới thực sự chúng ta mới được chứng kiến cái xu hướng mua dòng thực sự là mạnh mẽ. Như vậy thì chúng ta có thể nói nôm na ra là để mà bắt mạch được dòng khối ngoại thì yếu tố nội tại kinh tế là một yếu tố tiên quyết, đúng không ạ? Đúng rồi. Và một cái mặt khác thì em cũng muốn nhắc đến, đó là nếu mà chính ông ngoại ông không có tiền, làm sao ông ấy đổ tiền vào thị trường chúng ta, đúng không ạ? Do vậy là yếu tố kinh tế vĩ mô của toàn thế giới cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Đúng rồi. Và khi mà tình hình kinh tế của toàn cầu đã và đang được kỳ vọng sẽ có dấu hiệu tốt hơn ở cuối quý 3 và những cái giai đoạn là cuối quý 3 này, cuối quý 4 này và đầu năm 2024, khi mà các cái chính sách tiền tệ đã bắt đầu đảo chiều mang cái tính chất nới lỏng hơn, thì các cái sự hồi phục đấy cũng sẽ kéo lại những cái dòng từ vốn mà hiện tại vẫn đang trú ẩn ở trong các cái thị trường trái phiếu này, ở trong những cái môi trường mà mang cái tính chất tài sản an toàn trú ẩn hơn, thì đó chính là cái thời điểm mà dòng vốn vào thị trường chứng khoán nhiều hơn, dẫn đến các cái dòng vốn mà chuyển về thị trường emerging market và frontier như Việt Nam, các cái thị trường rủi ro hơn cũng sẽ có những cái dòng tiền được chờ đợi nhiều hơn. Thực tế mà nói thì em cũng đang nhìn và để ý thấy là cái dấu hiệu của cái việc là quỹ ngoại giải ngân hiện tại ở Việt Nam cũng khá là khiêm tốn. Em bật cho anh cái biểu đồ về phu bông và các cái một cái nữa. Vâng, đây là giá trị giao dịch của một số quỹ đầu tư tại Việt Nam, thì chúng ta có thể nhìn thấy là rõ ràng là trong một năm vừa qua và ví dụ như từ tháng 1 đến nay thì tổng quỹ ngoại mới chỉ giao dịch và mua dòng là 138,8 triệu, và trong đó thì chủ yếu là đến từ quỹ Fubon ETF và một phần còn lại đó là đến từ VanEck và Xtrackers FTSE. Còn các cái quỹ khác chúng ta vẫn đang nhìn thấy những cái dấu hiệu rất là cầm chừng và đang chờ đợi những cái dòng vốn, những cái điều kiện tốt hơn để mà dòng vốn này có thể thực sự nhập cuộc vào thị trường Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái màu đỏ chủ yếu hiện tại đang ở nhóm nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng và nhóm công nghiệp, dịch vụ tiêu dùng. Ví dụ như là những cái nhóm mà đã từng tăng ở những cái ngày 2-3 ngày trước đây, đó chính là Hòa Phát này, nguyên vật liệu là Hoa Sen này, các cái nhóm dịch vụ tiêu dùng bán lẻ như là Mobile World và FRT. Ngược lại thì chúng ta vẫn nhìn thấy những cái nhóm sắc xanh để mà hỗ trợ cho thị trường trong ngày hôm nay, đó chính là nhóm tài chính với các cổ phiếu chứng khoán như SSI, VND, các cái nhóm cổ phiếu thuộc ngành tài chính ngân hàng như là CTG và STB. Thì đó là tất cả những cái thông tin mà chúng ta sẽ tổng kết được trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Và những cái thông tin chúng tôi chia sẻ, ba anh em chúng tôi cũng đã đưa và cũng cung cấp cho quý vị và khán giả những cái thông tin khá là chất lượng về tổng hợp thông tin này, đi theo thị trường và những cái thông tin rất là chuyên sâu về diễn biến dòng khối ngoại. Xin cảm ơn quý vị cùng chúng tôi đã theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng ba anh em chúng tôi trong những cái chương trình lần sau. TB Buddy, đối tác đầu tư thân thiện, sản phẩm đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc.